Hôm nay Hàng Dương Quán về được một con cá mú nghệ 160 kg. Từ trước tới giờ Hàng Dương Quán chưa bao giờ nhập được con cá mú nghệ nào lớn như vậy. Con này dài chắc cỡ 2 mét á. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 gang rưỡi là 1 mét 7. Cá này được đánh bắt ở xa bờ lắm, ở ngoài rất là xa ngoài biển khơi thì mấy con cá lớn như vậy nha quý vị. À, cá mú nghệ này ăn thịt rất là ngon, da dày, ăn nó sực sực trong miệng mình rất là lạ, mỡ vẫn trong trong thịt